Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là thứ hai sau Chúa Nhật 28 thường niên. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta biết, khi dân chúng tụ họp đông đảo, lúc này Đức Giêsu khiển trách họ rằng, thế hệ này là một thế hệ gian ác. Một lời khiển trách rất nặng. Tại sao Ngài gọi họ là một thế hệ gian ác? Họ gian ác bởi vì họ đã từng chứng kiến những điềm thiêng dấu lạ Ngài làm, đó là người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Thế nhưng họ vẫn không chịu tin mà vẫn cứ đòi xin dấu lạ. Vì thế Đức Giêsu khiển trách họ là một thế hệ gian ác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay, một cách nào đó, Đức Giêsu cũng khiển trách mọi người chúng ta đang sống ở thế gian này là một thế hệ gian ác. Chúng ta gian ác vì biết bao hồng ân và tình thương Chúa ban xuống cho mọi người chúng ta, nhưng chúng ta lại vô ơn bội nghĩa với Ngài. Chúng ta đón nhận được nhiều điềm thiêng dấu lạ, ấy thế nhưng chúng ta lại cho rằng đó là do công sức, do tài lực cá nhân của mình. Chúng ta cố tình phủ nhận những ân huệ Chúa đã thương ban. Làm việc gì mà thất bại thì chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho thiên nhiên. Còn thành công thì tự kiêu cho rằng nhờ tài năng sáng tạo của mình. Vì thế người ta thường hay nói câu rằng mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài của ta. Chính vì sự vô ơn bội nghĩa đó mà Đức Giêsu cũng sẽ khiển trách chúng ta là một thế hệ gian ác. Đức Giêsu còn khiển trách chúng ta là một thế hệ gian ác vì chúng ta sống nhưng không thực hành lời Chúa dạy. Ngài dạy chúng ta phải ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Nhưng chúng ta lại yêu thế gian, yêu mến và tôn thờ ngẫu tưởng, mê tín dị đoan, bói toán, tướng số. Ngài dạy chúng ta phải yêu thương người thân cận như chính mình. Nhưng chúng ta lại xem người thân cận là kẻ thù, là kẻ cần loại trừ, tiêu diệt. Ngài dạy chúng ta tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nhưng chúng ta lại tìm cách gài bẫy, triệt hạ người khác, muốn điều tồi tệ, thất bại, bất hạnh đến với anh chị em của mình. Ngài dạy chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nhưng chúng ta lại tìm cách chia rẽ, hận thù, ghen ghét, đố kỵ. Ngài còn dạy chúng ta, hãy chia sẻ những gì mình có cho người nghèo. Nhưng chúng ta lại tìm cách chiếm đoạt, tham nhũng, thu tích cho cá nhân, cho tổ chức, cho phe nhóm của mình. Chính vì thế, chúng ta không sống theo lời Chúa dạy, thậm chí còn sống ngược lại. Và vì thế, ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng khiển trách tất cả mọi người chúng ta là một thế hệ gian ác. Như xưa, Ngài đã khiển trách dân chúng thời Ngài. Vì chúng ta không sống và thực thi lời Chúa trong chính cuộc đời của mình mỗi ngày. Chỉ khi chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, nhận ra những hồng ân Chúa tặng ban,
sống và thực hành lời Chúa trong chính cuộc đời của mình. Lúc đó, trong ngày cánh chung, Chúa mới không khiển trách và loại trừ mọi người chúng ta ra khỏi vương quốc của Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cùng với toàn thể hội thánh mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Vào ngày 9 tháng 10 năm 1958, Đức Giáo Hoàng Pio 12 được Chúa gọi về. Sau đó, các Hồng Y đã họp nhau ở nhà nguyện Sistine để bầu đấng kế vị, và các ngài đã bầu được một vị tên là Angelo Roncalli và gọi là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1959, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và 17 Hồng Y đã gặp nhau tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô để đọc Kinh Triều kết thúc tuần Bát Nhật cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong một lời ngắn gọn, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng Ngài có ý định triệu tập một công đồng đại kết. Trước khi kết thúc giờ Kinh Triều hôm ấy, Ngài đã thêm lời cầu nguyện cho việc mời gọi các tín hữu thuộc các cộng đoàn ly khai, để họ cũng được theo chúng ta cách hòa nhã trong việc tìm kiếm sự hợp nhất và ân sủng mà nhiều linh hồn trên toàn thế giới này đang khao khát. Mục đích mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nhắm tới khi khai mở công đồng Vatican II đó là hướng đến sự hợp nhất Kitô giáo và làm cho hội thánh công giáo thành hợp thời hơn. Ngày 11 tháng 10 năm 1962, trong bài nói chuyện chính thức khai mạc công đồng, Ngài đã kêu gọi 2.500 giám mục trên toàn thế giới đang tề tựu cử hành phụng vụ trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đừng nhìn vào quá khứ mà hãy hướng về tương lai, tách mình ra khỏi các tiên tri chán trường chỉ biết tiên báo tai họa. Công đồng không phải là việc bàn về giáo lý căn bản này hay giáo lý căn bản khác, mà là một bước tiến đến chỗ thông suốt giáo lý và hình thành nên một ý thức trung thành với giáo lý đích thật của Hội Thánh, nhưng là một giáo lý phải được nghiên cứu và đào sâu nhờ những phương pháp nghiên cứu và nhờ những hình thức văn chương của các tư tưởng hiện đại. Công việc của công đồng đang còn dang dở thì Ngài được Chúa gọi về vào ngày 3 tháng 6 năm 1963. Và sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã kế nhiệm và tiếp tục đưa công đồng đi đến kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965. Công đồng không chỉ bắt đầu một cuộc căn tân đời sống công giáo, mà còn thay đổi cả cách người công giáo từ biết mình và hội thánh của mình. Nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan 23, người đời biết được rằng sự thật mà ở bên ngoài lòng yêu mến thì không phải đến từ Thiên Chúa. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phúc vào ngày 3 tháng 9 năm 2000 và được Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Vì thế, chúng ta nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết bám lấy Chúa, sống và thực hành lời Chúa trong chính cuộc đời của mình, để trong ngày cánh chung, Chúa đón nhận và nói với chúng ta rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em.